Thưa quý vị và các bạn, đã là phụ nữ thì ai cũng muốn mình thật nữ tính, thật đàn bà. Thơ ca cổ đã có câu, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Nhắc lại câu thơ này để thấy rằng chính những đặc trưng về giới hay người ta vẫn gọi một cách nôm na là chất đàn bà đã làm nên sức quyến rũ của người phụ nữ. Trên thực tế, phụ nữ giống như loài hoa và mỗi loài hoa một vẻ ngoài, một hương sắc, mỗi người một dung mạo, một tính cách. Có người thì dịu dàng, có người lại cá tính. Khoa học đã chứng minh chìa khóa cho sức khỏe và sắc đẹp của phụ nữ, đó chính là nội tiết tố nữ hay còn gọi là estrogen. Nội tiết tố estrogen sẽ theo người phụ nữ đi suốt cuộc đời. Tuy nhiên, đến một độ tuổi nào đó thì lượng này sẽ suy giảm và đó cũng là lúc người phụ nữ đã bước qua tuổi thanh xuân và phải đối mặt với những thay đổi lớn cả về sinh lý lẫn tâm lý. Các ông chồng thì có lẽ là những người thấm thía điều này nhất. Vậy phụ nữ cần hiểu như thế nào về sự thay đổi nội tiết tố nữ trong cơ thể mình? Và phải làm gì khi mà chất đàn bà vơi bớt cùng với tuổi tác? Để giải đáp những thắc mắc này thì chúng tôi đã mời đến trường quay hôm nay Phó Giáo sư Tiến sĩ Lưu Thị Hồng là Tổng Thư ký Hội Phụ sản Việt Nam. Và lời đầu tiên thì xin được cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Lưu Thị Hồng đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay. Và như Hương Trà đã có nhắc tới ở trên thì vẻ nữ tính hay còn gọi là chất đàn bà của các chị em thì thường có liên quan đến nội tiết tố nữ. Vậy thì bà có thể lý giải rõ hơn về điều này được không ạ? Dạ vâng, xin chào Hương Trà cũng như là toàn thể các quý vị đại biểu, các quý vị khán giả đang xem vô tuyến truyền hình. Có lẽ là ngày hôm nay thì chúng ta cũng xin chia sẻ về cái chủ đề này một chút để hiểu về cái nội tiết nữ có ảnh hưởng như thế nào đối với người phụ nữ trong cuộc sống của chị em. Thì thực ra nội tiết nữ thì ở đây chúng ta có hai loại nội tiết mà do buồng trứng tiết ra. Ở đây thường nói nhưng đó là estrogen và progesterone. Nhưng mà cái ảnh hưởng mà tạo ra cái dáng vẻ nữ tính cũng như là cái ở đây mình cũng nhắc đến là dáng vẻ của người phụ nữ cũng như là trong cuộc sống sau này theo suốt cuộc đời của người phụ nữ thì đó là estrogen, là do buồng trứng tiết ra. Tuy nhiên rằng là estrogen muốn tiết được thì nó phải có một cái hệ trục toàn bộ, nó gọi là hệ trục dưới đồi tuyến yên và buồng trứng, nó phải tạo ra một cái sự thống nhất hoàn hảo thì lúc đó người phụ nữ mới có thể là có được cái lượng estrogen làm sao mà trong cơ thể để duy trì cái vẻ dáng vẻ của chị em phụ nữ. Và tất nhiên như vừa rồi là Hương Trà cũng đã trao đổi, tức là nó không phải là theo suốt cuộc đời của chị em phụ nữ, nhưng mà nó sẽ là trong cái độ tuổi gọi là hoạt động tình dục và nó sẽ đến một độ tuổi nào đó nó sẽ giảm dần. Và để làm sao chị em mình sau này cuộc sống mà có thể duy trì được tốt với cái vẻ nữ tính, ở đây mình nói nữ tính nhưng nó bao gồm rất nhiều yếu tố, rất nhiều những cái điều mang theo, thì chốc nữa chúng ta cùng nhau sẽ trao đổi tiếp. Vâng, nói như thế có nghĩa là nội tiết tố nữ rất là quan trọng đối với chị em phụ nữ đúng không ạ? Và đến đây thì tôi rất là thắc mắc là liệu rằng khi mà cái lượng estrogen hay là cái nội tiết tố này suy giảm đi thì cơ thể của chị em phụ nữ chúng ta sẽ có những cái thay đổi như thế nào mà chúng ta có thể nhận biết được? Và liệu rằng khi đó thì cái vẻ nữ tính hay là gọi một cách nôm na là cái chất đàn bà trong những người phụ nữ có giảm bớt đi không ạ? Dạ vâng, đầu tiên để nói tác dụng của estrogen, nội tiết tố nữ nó ảnh hưởng như thế nào thì chúng ta phải thấy rằng là nó có cái tác động vào cái giai đoạn ví dụ như dậy thì là cái điển hình nhất, mà khi có buồng trứng hoạt động là biểu hiện bằng cái chu kỳ kinh nguyệt đầu tiên ở những cái em bé gái ở tuổi dậy thì, và sau đó dáng vóc người phụ nữ cũng như là vòng 1, vòng 2, vòng 3 để tạo nên cho người phụ nữ có một cái dáng vẻ hoặc là cái vẻ đẹp thì cũng do nội tiết nữ. Hai là vấn đề duy trì cái làn da mịn màng, ví dụ như vậy. Rồi là vấn đề duy trì, tất nhiên là vấn đề tình dục nó có nhiều, trong quan hệ vợ chồng thì cũng nhiều những cái yếu tố nội tiết khác cùng tác động, nhưng vấn đề estrogen làm cho những cái niêm mạc, ví dụ như niêm mạc âm đạo hay là nhũ dục cũng là rất là gọi là màu mỡ, ở đây tôi dùng từ màu mỡ thì cũng rất là tốt. Rồi là tạo cho cái sự gắn kết xương chẳng hạn, vân vân, hoặc là bảo vệ cho cái vấn đề tim mạch như huyết áp. Chính vì vậy là nó có đóng góp một cái vai trò rất rất là quan trọng đối với dáng vẻ chị em phụ nữ như chúng ta ngồi đây chẳng hạn. Vâng. Vâng, tôi nghĩ là trong quá trình làm việc của mình thì bà cũng gặp rất là nhiều người than phiền về việc là mình bị thiếu hụt các cái chất đàn bà như vậy. Tôi cũng rất là tò mò, không hiểu là các chị em thường than phiền cụ thể những tình huống như thế nào và họ mong muốn cái điều gì cho sức khỏe của họ cũng như là vấn đề sinh lý ạ. Dạ vâng, khi mà có cái sự thiếu hụt hoặc suy giảm bởi vì đến một độ tuổi nào đó thì buồng trứng nó sẽ giảm hoạt động thì người phụ nữ cũng sẽ thiếu estrogen và cái đó nó sẽ gọi là suy giảm dần, và đến lúc mà gọi là bóng xế chiều, tức là đến lúc mà bắt đầu mãn kinh
thì lúc đó là buồng trứng ngừng hẳn hoạt động, thì cái nội tiết estrogen không còn. Và chính vì vậy là khi mà bắt đầu có cái triệu chứng suy giảm, thì đầu tiên khi mà mới có cái sự thiếu hụt thôi, thì người phụ nữ là người ta có thường có những cái biểu hiện bằng cái giai đoạn này nó có thể kéo dài từ 5 đến 10 năm tùy vào từng mỗi người phụ nữ khác nhau. Ví dụ như là đầu tiên người phụ nữ có thể tự dưng đang ngồi cảm thấy nóng bừng mặt, người ta gọi là những cái cơn bốc hỏa, hoặc là đang ngồi làm việc thì tự dưng là thấy tim mình tự dưng đập hồi hộp rất mạnh, rất nhanh. Rồi là đôi khi người phụ nữ tự dưng có cái hơi cáu bẳn, cáu gắt một chút. Tức là nó có những cái thay đổi như vậy. Hoặc có một số chị em tức là người ta cũng than phiền, tức là những cái dấu hiệu ví dụ như là đôi khi là đái không tự chủ một chút. Nhưng mà cái giai đoạn đấy thì hơi muộn sau một chút. Nhưng mà cái than phiền mà người ta hay gặp nhất, mà chị em hay đến mà cũng than phiền nhất, thì những cái dấu hiệu kia thì thường chị em phụ nữ Việt Nam mình thì chịu đựng rất tốt. Và trước đây thì thường cũng không có chia sẻ mấy đâu, vì hay ý nhị hay kín đáo. Nhưng mà đến giờ thì chị em cũng đã bắt đầu cởi mở hơn, thì cũng đã chia sẻ với chúng tôi. Thì cái mà thực ra trong cái triệu chứng mà mọi người chị em đến, thì cái ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình, nếu đối bản thân của chị em thì chị em chịu đựng rất tốt. Nhưng vì cái vấn đề mà quan hệ tình dục nó làm cho chị em khô rát, hoặc là cảm thấy khó chịu, và từ đó chị em cảm thấy sợ chồng. Nói gọi là chữ sợ trong hoặc kép một chút, tức là gần chồng thì cảm thấy sợ vì quan hệ tình dục đau. Thì cái điều đó cũng là cái triệu chứng mà chị em cũng hay than phiền. Và chính cái điều này là cái mà ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình và của các cặp vợ chồng cũng nhiều nhất. Dạ vâng, và không hiểu là có chị em nào đã phải đến cầu cứu bà để giúp đỡ cho việc gia đình không bị tan vỡ hay không ạ? Thực ra là có nhưng cũng rất là nhiều, mỗi người mỗi vẻ. Nhưng mà đa phần thì chị em cũng có những người nói rằng là: chị ơi, em nhìn thấy chồng em bây giờ như là cơm nguội ấy ạ. Vì bây giờ em cứ nhìn thấy là em sợ. Thì thực ra đấy là một trong những cái cũng do ảnh hưởng. Tuy nhiên rằng tất nhiên ở đây tôi cũng phải nhấn mạnh lại, nó cũng có nhiều cái yếu tố tác động vào. Ví dụ như hiện công việc. Ở đây bây giờ các bạn nữ làm việc cũng rất là nhiều, cho nên là áp lực công việc giữa hai vợ chồng rồi về gia đình con cái đôi khi nó cũng làm ảnh hưởng. Nhưng ở đây tôi xin nhấn mạnh về cái vai trò của nội tiết nữ chẳng hạn. Thế thì khi than phiền như vậy thì tất nhiên là dựa trên cá thể của mỗi chị em mà cái nhu cầu. Thực sự nếu như vấn đề đó chẳng hạn thì mà chưa có những cái triệu chứng gì ảnh hưởng đến toàn thân để mình buộc phải điều trị, thì đôi khi mình có thể cho sử dụng. Ở đây nó có mấy cái vấn đề điều trị đấy. Thì đối với những chị em mà chỉ có tại chỗ như vậy thì chúng tôi cũng có thể hỗ trợ cho chị em. Thì chị em bằng những cái nội tiết tố mà đặt tại chỗ mà giúp cho cái niêm mạc âm đạo nó cũng gọi là, chúng tôi đùa chúng tôi cứ gọi là làm đất cho nó tươi tốt đấy, tức là bón phân đổ nước vào thì để cho nó cũng gọi là nó đỡ khô hạn chẳng hạn, thì cái vấn đề đó nó sẽ cải thiện cho chị em rất nhiều. Vâng, là phụ nữ thì tôi nghĩ rằng là ai trong chúng ta cũng luôn luôn muốn mình thật là đẹp, thật là quyến rũ, thật là đàm thắm, thật là nữ tính. Vậy thì có cách nào để có thể giúp mọi người có thể cải thiện được tỷ lệ, cái số lượng, hàm lượng estrogen trong mình không ạ? Và để từ đó thì chúng ta có thể lưu giữ mãi vẻ đẹp nữ tính và phải mạnh, thì cũng có thể làm gì để cho chị em được hạnh phúc khi mà sức khỏe, sắc đẹp của họ đã suy giảm ạ? Dạ vâng, bước vào cái tuổi này thì thực ra chị em của mình thường cũng khá là lớn tuổi một chút. Ở đây tôi gọi là lớn tuổi chứ tôi không gọi là già. Vâng, bởi vì rằng là ở cái tuổi thường tầm 35 trở ra, đôi khi có những người hơi sớm hơn một chút thì là 30, nhưng bắt đầu nó có cái sự suy giảm. Bắt đầu, tôi nói là bắt đầu. Đôi khi tuy nhiên là vì nhiều cái, nhiều lý do mà chị em cũng không nhận biết, để đến khi cái triệu chứng nó nặng thì lúc đó bắt đầu mình mới nhận ra nó và mình nghĩ rằng là mình cần đi điều trị. Cho nên là hiện nay người ta cũng có những cái phương pháp, thì tùy mình chia ra cái mức độ. Ví dụ như là để mà chuẩn bị, mình biết là mình ở cái độ tuổi đó rồi thì mình chưa có, mặc dù có thể mình chưa nhận thấy và chưa có những dấu hiệu, thì người ta chia ra mức độ rất nhẹ. Hiện nay người ta có thể sử dụng những cái, một số những cái thực phẩm gọi chức năng, có gọi là mầm sữa đậu nành, gọi isoflavon, nó gần như tương tự với cả estrogen, nhưng mà nó là tự nhiên. Và cái tác dụng phụ của nó thì giảm nhẹ gấp 1.000 lần so với cái estrogen tổng hợp mà người phụ nữ phải dùng. Cho nên rằng là khi mà chúng ta dự phòng, chúng ta có thể sử dụng cái đó. Tuy nhiên đối với những cái người có những cái triệu, chị em phụ nữ mà mình có những cái triệu chứng mà nó làm ảnh hưởng đến cuộc sống, mình gọi là thể, mình chia ra là thể trung bình, thì mình cũng có thể sử dụng
những cái mầm sữa đậu nành đấy, rồi là mình có thể sử dụng một số cái thuốc điều trị tại chỗ như vừa rồi tôi nói, ví dụ như là các chị em than phiền về vấn đề quan hệ tình dục chẳng hạn thì mình sử dụng tại chỗ. Nhưng đối với một số chị em mà bị những cái dấu hiệu quá nặng chẳng hạn thì là người ta có thể sử dụng chúng tôi gọi là liệu pháp hormone thay thế, tức là sử dụng những cái hormone tương tự hoặc là tự nhiên. Hiện nay nó có một số loại estrogen tự nhiên thì dùng nó sẽ thay thế được những cái nội tiết mà người phụ nữ thiếu hụt, thì cái tác dụng phụ của nó thì cũng không quá mạnh như là cái estrogen tổng hợp chẳng hạn. Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ và những tư vấn rất là hữu ích của Phó Giáo sư Tiến sĩ Lưu Thị Hồng trong chương trình ngày hôm nay. Xin cảm ơn bà rất nhiều ạ. Thưa quý vị và các bạn, ai cũng sợ thời gian, và với phụ nữ thì thời gian là kẻ thù, vì thời gian cướp đi của phụ nữ không chỉ sức khỏe mà còn là sắc đẹp. Dung mạo có thể phai nhạt, sức khỏe có thể yếu đi, nhưng không phải vì thế mà chị em không còn là đàn bà. Một khi còn dịu dàng, có lòng bao dung, tình yêu thương dạt dào, thì khi đó tính nữ trong họ vẫn còn. Chính vì vậy, dù ở độ tuổi nào, dù thanh xuân đã phai nhạt, thì chị em hãy cứ sống lạc quan, yêu đời, yêu người. Khi đó chất đàn bà sẽ ở lại mãi cùng chị em. Và thông điệp vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Chào buổi tối ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt.